Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại trong Minecraft nha. À dạ, bỏ cái series này cũng hơi lâu rồi đó. Bây giờ mình phải làm cái series 1.16 này cho nó xong luôn đi ha. Và thêm cái đồ quốc trong zombie 2 nữa đi, để mất công đi ha. Bỏ một thời gian rồi không làm nữa bạn. Đó, dang dở bao nhiêu cái series rồi, dang dở nó mệt mỏi lắm. Đó. Thì nhưng mà thì làm xong cái này thì mình sẽ cố gắng mình xem thử có cái nào mà lấp liếm được thì mình sẽ cố gắng mình lấp liếm mà. Chứ nói thật chứ là mình thấy là theo như mình thấy là không có, hình như là không có bạn nào ở trên kênh mình là thấm, không có bạn nào trên kênh mình gọi là quá là mặn mòi với Minecraft, không có ai gọi là quá mặn mòi với Minecraft cả. Thì hôm nay nhiệm vụ hôm nay mình đưa ra quy định đó là có thể là hôm nay mình sẽ làm một cái máy mình sẽ cho tụi nó dân làng nó đẻ bạn, sẽ cho tụi dân làng nó đẻ lại. Mình nâng cấp cái máy này lên bạn. Cái máy này thì nó cho năng suất cũng khá là ổn, nhưng mà thôi mình nghĩ là mình nên nâng cấp nó lên để mà cho nó kiểu như là năng suất nó cao hơn hả? Vậy thôi chứ không có gì hết. Rồi bây giờ thì chúng ta đã có hai con dân làng rồi, và cái điều mà chúng ta cần làm ở đây đó là bây giờ là mình phải đi về là bên cái đảo bên kia đó. Mình phải xây một cái nơi mà để kiểu như là cho tụi nó đẻ bạn. Có thể là mình chắc là mình sẽ xây bên cái đảo bên kia đi, cái đảo mà có máy farm cây, có máy farm quái vật như thế nào đó. Mình nghĩ là mình sẽ xây bên đó. Và mình đang đặt một câu hỏi đó là tại sao hai cái thằng này nó lại đứng trên cầu suốt như vậy. Hình như là nó không di chuyển gì luôn mà, nó cứ chỉ đứng trên cầu suốt thôi, nó không di chuyển đâu chân luôn á. Mình không hiểu lý do lại vì sao mà tụi nó lại đứng trên cầu hoài luôn á. Không có di chuyển đâu luôn, toàn đứng yên có một chỗ thôi đó. Thì bây giờ thì chắc mình sẽ phải đi lại bên cái chỗ dân làng cũ các bạn, để mà mình lấy lại cái gì ta, mình lấy cái đường dây á, mình lấy cái đường dây để mà mình lấy cái đường dây để mà mình đem về để mà mình dùng các bạn. Cái bây giờ mình chế tạo đường dây hơi bị thốn nha, cái nút này nó liệt bà nó luôn rồi, khốn nạn gì vừa. Rồi bây giờ là mình phải đi quanh kia để mà lấy lại đường dây bạn ha. Khổ thế đấy. Rồi mình đã cho quay trở lại đây bạn ơi. Thì bạn có thấy gì khác khác không? Đó, khác chỗ đó là mình chuyển sang chế độ sáng tạo. Giờ mình chuyển lại chế độ sinh tồn ha. Thì lý do vì sao mình chuyển sang chế độ sinh tạo sáng tạo mình là bởi vì mình đi qua cái làng bên kia các bạn, cái chỗ mà dân làng mà mình bắt hai con dân làng đó đó, mình đi qua đó đúng không đó, vì mình lấy đường dây mà bình thường đó. Nhưng mà cái lúc mà mình lấy đường dây xong mình đi về trên đường đi về thì cái là nó bị đứng game mà nó văng luôn. Văng game thì thôi gì đâu, văng game vào là thì vào lại có gì đâu, văng game xong rồi vào lại thì mình mới phát hiện là những cái đường dây mà mình thu thập được á, những cái đường dây mà mình lấy bạn nó mất tiêu đó, thì mình mới thấy là lạ. Ủa nó đường dây nó mất tiêu như này đó. Thì mình mới tức quá, mình bật chế độ sáng tạo, mình bay thẳng lại chỗ dân làng xong mình tìm thử, mình coi thử là nó có bị lỗi game hay là gì không, mà sao mà tại sao là mất hết đường dây rồi. Thì mình bay lại chỗ dân làng thì đường dây nó nằm chỗ đó, đường dây nó vẫn còn nằm yên nguyên các bạn, mặc dù mình đã lấy rồi, là tức là mình đã lấy đường dây rồi, nhưng mà nó bị lỗi game, nó văng game ra. Thì mình vào lại thì nó đưa mình lại cái bối cảnh là lúc mà mình chưa lấy đường dây, nó khốn nạn không đó. Thì mình mới bực quá thì mình chuyển sang chế độ sáng tạo, mình đi lại chỗ dân làng, mình lấy đường dây xong rồi mình chuyển lại chế độ mình chế độ chuyển sang chế độ sáng tạo không, mình đi lại chỗ dân làng xong rồi mình chuyển lại chế độ sinh tồn, mình lấy đường dây xong mình chỉ ra lại chế độ sáng tạo rồi mình bay về, để mà công đi bằng thuyền nó bị lỗi game cái gì mình thấy nữa, mình ức chế rồi đó. Rồi rồi bây giờ về rồi nó xong rồi nha đó, lấy có mấy cái đường dây thôi mà cuốn sắt mới tạo luôn đó. Từ mấy cái dây đường dây thôi mà nó giảm độ bền, nó không có một nữa thì mình lấy về mà mình cho trong làng nó đẻ rồi, đẻ đâu mà còn có cái là mình vận chuyển con cho tụi nó rồi. Mình
vô mình làm cái máy phâm xăng mà. Thì làm máy phâm xăng thì nói chung là làm cái máy phâm xăng thì có thể là mình sẽ làm, nhưng mà mình sẽ cho tụi dân làm nó đẻ chứ, để mà mình kiếm cái tụi dân làm mà có bán xong cái tiền mà bán sạch sửa chữa để mà mình sửa cái cây chim và kim cương này mà cây nước chim kim cương mình mới còn hư. Nếu như mà không sửa thì mà nếu như mà không sửa còn cố gắng đào đào thêm mà một hai lần nữa thì nó hư luôn. Rồi trồng được cái đám này này, rồi xong thì mình sẽ giữ cái hạt giống này lại để mà mình ném cho tụi dân làng, hay là mình ném cho tụi dân làng là mình sẽ tụi nó để con. Thì mình cũng có thể làm một cái máy phâm dân làng tự động. Mình có thể làm một cái máy phâm dân làng tự động, nhưng mà thôi nó thì nó rất là phức tạp, và cái đảo của mình thì nó rất là nhỏ, nó không thể nào mà làm được. Làm ở trong đất liền thì cũng được, nhưng mà có điều là nó không an toàn lắm bạn ơi. Làm trong đất liền thì mình sợ đi có những cái con zombie rồi con scare nó bắn chết dân làng, cũng không có công đi qua bên cái làng kia rồi đi về còn còn mệt. Dân làng thì có ít thịt đó, nhưng mà có điều là IQ của tụi nó ngu hơn bò đó bạn. Con bò trong hơi bát thì các bạn có thể là dụ được, các bạn có thể dụ được hả? Nhưng mà riêng con dân làng các bạn không thể nào mà dụ nó được. Bởi vì sao? Bởi vì nó chẳng là không phải, bởi vì không phải là vì nó quá khôn mà là bởi vì nó quá ngu rồi, nó quá ngu rồi. Đôi khi là mình sắp xếp chỗ cho nó đàng hoàng, con dân làng mà. Đôi khi là mình sắp xếp chỗ cho nó rất là đàng hoàng, cũng hay là mình không có đi theo ý của anh mình. Ví dụ như là mình sắp xếp cho nó chỗ ở cho nó đàng hoàng, là chỗ này nè, mày phải đi vô, mình phải quỳ xuống, mình tần thảo, mình đẩy nó từng cái một, nhưng mà cuối cùng nó chạy thẳng như trong cái hồ trong nhà cho nó chết. Để chỉ nhầm cái liên quan tới dân làng, nó chết rồi. Ức chế không thể nào tha nổi. Và bây giờ là mình phải đặt giường các bạn. Mình nhớ là mình cũng có ăn cắp giường của tụi dân làng nè. Đây, hai ba cái luôn. Mình sẽ chừa một cái cho mình, cho mình ngủ bạn. Một cái cho mình rồi mấy cái còn lại mình để cho tụi dân làng. Đó, cái màu đỏ là của mình đi. Đó. Cái đảo mình thấy vậy thôi nó cũng không an toàn đâu mà. Bởi vì có mấy con đuối nước mà nó từ dưới biển đi lên nó tấn công các bạn. Nên là chỗ mình cũng không an toàn cho lắm. Ôi mẹ ơi. À đây, mình tưởng đâu là mình không có lấy cái chuông. Mình lấy cái chuông bỏ mất. Qua đây đi. Đây cái tụi này ngu chứ. What the hell. Ê mấy cửa, ê mấy quỷ. Qua đây coi. Ê, mình chưa có giường ngủ kìa. Mệt quá lấy giường qua đây luôn rồi. Rồi nha, đem giường qua đây nha. Đó. Rồi. Có màu xanh không? Tụi nó mà hiện tích xanh lên là vậy này, tức có nghĩa là tụi nó đã tìm được giường rồi các bạn. Đó. Tìm được giường rồi, qua đây ngủ đi. Nè. Nè, mà tao dẫn con không luôn, bây giờ mày vẫn không cho. Thì mày vẫn không vào nó thôi, tụi lại luôn. Cái thằng cỏ, cái thằng cỏ. Bất dạy. Kìa giường kìa, mấy sao tao còn muối nè. Thời má tao thờ luôn, tụi dân lạ. Ngu ơi. Mình nghĩ chắc là được rồi đó bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quăng khoai tây này.
lúa này, cà rốt này, cái đồ này nhặt đi. Con này chắc cho nó nhặt hạt giống đi mà. Ừ, nhặt đi. Rồi yêu nhau đi. Tụi bay yêu nhau đi chứ. Ê, yêu nhau đi. Đã phát tụi này. Ai công sức tao dẫn chuyển tụi bay về nha. Tụi bay đừng làm tao thất vọng tụi bay. Kìa, lại nó hung hít nó đi. Đi lại đằng đó hung hít nó đi. Nè, nói chuyện với nó đi. Hung hít nó hít kéo luôn luôn. Có giường kìa. Trời, sao tụi này nó... nó đồ ăn rồi mà đi vẫn còn không chịu sinh đẻ cho mình đi à, quái nồi thật. Rồi đi vào chứ, có giường kìa. Trời ơi, thôi thôi nghỉ. Ủa, tụi nó ném đồ cho nhau kìa. Có thể chắc là trong lúc mà chờ tụi nó đẻ thì chắc mình có thể là mình sẽ đi ép đồ vài cái đi, chắc là tụi nó đẻ xong rồi còn hết đây cái này cúp cái cây cái cúp nó gần như mà mình phải sửa nó bằng cách là mình sẽ tìm nó đó có dây phụ trên dây tải. Bây giờ thì mình đâu rồi, sao đâu rồi, ở đây mình sẽ đi phụ phép một xíu để đợi cho nó đẻ xong rồi mình sẽ được sang thật sự mình mòn lắm thôi. Là chắc mình nghĩ là lỗi game các bạn, mình nghĩ là lỗi game tụi nó mới đứng một chỗ hoài chứ đâu có lý nào mà phải có chuyện vô lý vậy được không. Mình hy vọng là sẽ có gia tài ba nha. Nè, cho nó thay đổi chứ đi. Sắc bén. Sắc bén ba. Sắc bén ba. Kim vô rồi, cho được cái giấy à. Ô, không có gia tài à, lấy gia tài ba đi, cho tôi xin gia tài ba đi. Mình sẽ lấy sắc bén ba nha bạn, có gì sau này mình sắc bén 4. Em một cái sắc bén 3 mình sẽ... Ui. Trời ơi trời. Ui nó phá. Ui trời má ơi, con này nó phá rồi chứ. Xíu thôi lù lù tới sau lưng nó phá à. Ui cái thằng phá hoài. Trời ơi dập đi. Sửa lại nữa rồi thiệt tình chứ. Nó nổ hư hết một cái chồng sách của mình. Mình đem đi mình ép vô cái kia mình đi.
đem ép vô cái, mình làm một cái đen rồi mình ép vô cái cuốc của mình đó rồi xong rồi. Hay quá. Sửa tạm thôi, mình dùng một viên kim cương mà mình sửa nó lại, và sau đó mình sẽ sao ta, mình sẽ đi xuống dưới đây mà mình đi đào những cái khối kim cương mà mình tìm kiếm được bạn đây, đấy một chỗ nè, giờ mình đào ở xung quanh kỹ chút, mình kỹ càng chút bạn, đi chắc chắn một điều dưới đây không có làm hoa, dưới đây không có dung nham nữa. Sửa cái cuốc này rồi đó, vậy là còn hai cục vậy là nó cho mình 4 cục rồi. Đào thêm cục này coi, nó cho mình đúng cục hay đó. Mất cái gì vậy, cái gì trời, sao mà toàn cục không vậy? Cái này được nè, 13 cục. Phế vật xíu nhưng mà hơi phế xíu nữa cũng được rồi. Còn chỗ nào nữa không? Đây, ở chỗ này mình đâu có đánh dấu được không? Thì cái chỗ này mình đào rất là sâu các bạn, mình đào rất là dài các bạn.
mình đào dài ơi là dài luôn đó. Thì mình đào rất là nhiều chỗ mà, mình đào rất là nhiều chỗ nên nha, mình phải đánh dấu để không mình quên mà. Nhưng mà thật ra là mình đánh dấu cũng không thể nào hết được mà, bởi vì là có một số chỗ mà mình đánh dấu mình nói chung là có thể là một số chỗ có kim cương nhưng mình không mượn, nhưng mà mình không đánh dấu bạn, bởi vì đơn giản là cái chỗ này lớn quá mà tôi thì mua đường đi quá vậy thì em nó bị lạc. Được 23 viên kim cương, nó cho mình 10 viên kim cương được, bốn cái quả nó cho mình được 10 viên cũng được á. Rồi bây giờ là đi qua chỗ khác này. Đây, ở đây một chỗ nè các bạn. Đó, rồi chung là cái chỗ này nó lớn các bạn đó. Nên là giờ là mình cũng không nhớ rõ chỗ nào là có, chỗ nào là không. Bây giờ đơn giản là mình đi qua đi lại một hồi nó cũng bị lạc các bạn. Nói chung là mình đánh dấu thì mình cũng không nghĩ là mình sẽ đánh dấu được chuẩn xác lắm, cho nên giờ là bây giờ là mình chỉ còn cách là dò từng chỗ một thôi. Đấy chà, rồi chỗ này mọi người. Cho mình 12 viên đó. Từ 23 mình lên 35 là 12 viên. Còn gì nữa? Thì chỗ này là cái chỗ này mới là cái chỗ gói nè bạn. Chỗ này là mình không nhớ rõ là có hay không. Bây giờ là cái thằng mò để mà tìm tiếp này. Rồi bạn ơi, đây, đó, đây tìm chỗ nè. Cái chỗ này mình không đánh dấu nha bạn. Đó. Vì đơn giản là cái chỗ mà mình nghĩ là mình cái chỗ mà mình cái chỗ đó là mình nghĩ là không có đường hầm nó chằng chịt mà đó, thì thôi giờ là phải tiếp tục công cuộc mò làm sao kiếm gì. 35 là mà lên tới 49 là nó cho mình 14 viên. Wow, yeah, được bớt. À đây nè bạn, đây nè, chỗ này nó cũng có nè. Chỗ này tuy là nước không nhưng mà nó vẫn có nè. Cũng không nhớ rõ là có phải chỗ này không. Ồ không phải rồi. Chỗ mà tôi nói nó hình như nó không phải chỗ này. Không không phải rồi bạn. Ủa đâu? Khốn nạn, chứ khó chịu ghê luôn. Ờ đúng rồi bạn ơi, chỗ này không có. Đúng rồi, chỗ đó không có nè. Tại vì nó có một cái chỗ nó có nước kìa luôn. Nhưng mà có điện thoại, nó có kim cương nha bạn. Đó. Là cửa khuya cho người ta đi ngủ cho các bạn. Thiệt tình chứ người ta đi ngủ cho nè. Tôi không nói lớn được mà nó khốn nạn kiểu đó. Giờ phải đi lên là kiếm đồ ăn cái. Hết đồ ăn rồi bạn ơi. Rồi cấu thật sự nhé. Đâu để coi thử mấy anh chân lạ mấy cái đẻ chưa. What the hell. Ủa tụi các bạn nó xin đau quá bạn. Vậy là chắc là mình phương án nào đó khác hơn. Nhưng tụi mình xin đau quá. Quá xin đau. Xin đau xong là cái tiền gọi là. Đây là sắp bên bà này. Bà chồng bên bà luôn nha. Đó. Có phần dưới.
hay 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 có thằng không nhận nhận khá hầu hấp mà hầu hấp không cần không có cần hầu hấp trời mày ơi mình làm cái bàn cho cậu luôn đi bà biến chạy qua chạy lại chết đi giờ là phải đập ra đặt lại ra mà cho biết cho khi ra cho tới khi nào mà nó bán cuốn sách sửa chữa thì thôi đó. Dù gì gì đó ôi các bạn ơi cuối cùng nó cũng ra cái lượng cái sách sửa chữa cho mình các bạn rồi không nói nhiều đi lấy giấy thằng đó nó có mua giấy giờ mình phải lấy giấy mình lấy giấy mình khóa nghề của nó lại liền để làm tích ai không chưa không chưa chạy đi bạn chạy đi chạy không mấy cái này tẹo mà đã gót rồi cái bà cũng quan tâm rồi bây giờ mình đưa qua cái mà chúng ta cần phải để ý cái mà chúng ta cần quan tâm đó là mình phải khóa nghề chắc là đó nhanh lên mình đã bị một lần các bạn nhớ lại mình đã đập đi đập lại rất là nhiều lần nhưng mà chính là vì lý do không chịu cho người ta trao đổi với nó để mà nó khóa nghề lại cuối cùng á nó vẫn giữ cái nghề là thủ thư thôi chứ mỗi điều thôi là nó không còn bán sách sửa chữa đâu nó bán thằng sợ trời luôn đó mình bực quá trời chém chết mình đã từng gặp trường hợp với một lần nữa mặt mà gặp trường hợp với mình bình luận chứ mình là mình gặp rồi đó. Rồi bây giờ mình phải đợi trời tối cho mấy anh mình đi ngủ cái là cũng hơi ôi ê xí xí ra đây giờ là mình phải đợi trời tối để cho mấy anh đi ngủ ảnh đi ngủ xong hay là mình lấy mà lót không mình đặt lại luôn cầm tù nhưng mấy ảnh còn sống còn đỡ hơn không cầm tù mấy ảnh chết mà đó vậy đi đây chiều tối rồi đó không biết có đi cuối không rồi bây giờ thì mình sẽ làm gì nào mình sẽ làm một cái bộ giáp kim cương anh chứ gì chứ bây giờ giáp sắt không ăn thua bạn ạ giáp sắt bây giờ không ăn thua nha vậy là một cái áo nè một cái nón một cái giày sửa chữa mình tính bữa nay là mình sẽ xây một cái máy bơm sắt và mình sẽ làm gì ta cho tụi dân làng nó đẻ như một cùng hay gì kế hoạch thất bại mà tụi mang dân làng tại sao mà anh không đi ngủ đi hả mà anh đi ngủ đi để cho em giờ đi mấy nơi sao mà chỗ này dướng quá mà anh đi không được gì đây có anh đào ra cho mình đi đó đi người thanh niên này vô ngủ luôn kiếm giường đi đó giường nhóc luôn đó ngủ đi nghe ngủ đi tôi qua đây tôi phải bà lóc tôi cầm tù mấy người tôi giam cầm mấy người chạy tôi
qua đây bạn, qua đây cầm tù mấy người mấy con đang làm này bạn, lại bạn. À hóa ra là tụi nó bị kẹt hàng gì, hóa ra là tụi nó bị kẹt bởi cái cầu của mình. Vậy mà mình cứ tưởng là tụi nó bị lỗi cho nó không có chịu di chuyển chứ ai nói là tụi nó bị kẹt. Ây da, chỗ này nó dính vô các bạn nè. Cái chỗ này nó dính vô các bạn phù phép của mình. Thôi thôi bà luôn đi. Đó. Đặt như vậy không sao đâu bạn. Đặt như vậy thì nó không có ảnh hưởng gì tới cái học phù phép của mình đâu. Ai mà anh yên tâm mà ngủ ra. Tôi đây tôi nhốt anh lại. Tôi đã bao giờ tôi nhốt mà anh 100% rồi mà anh dính kẹt trong này mãi mãi luôn. Mà anh không bao giờ mà anh ra đây. Cao lên bà lóc luôn nó chắc rồi, thì không thì không có được một hai con hàng ngon mà Medin đấy, Medin đấy mấy ông, không phải là giỡn đâu, nói luôn cắm đuốc đây luôn cho nó sáng, không có cho cái con gì đó. Nó sẽ bao như thế này ngay đây luôn, cắm luôn đây luôn. Rồi có thang không? Không có thang đi về lấy thang, lấy thang làm luôn ở trên mẹ kẹt luôn. Ây da, ây da, à, không được rồi, chỗ này ra được, bịch lên luôn. Rồi ngủ bạn ơi, à. Chúng ta có thứ chúng ta cần. Gia tài mình sẽ đào nó, đào để mình cho nó kim cương được nhiều lên thôi, chứ không có gì cho nó kim cương nhiều thì mục đích đó là để mà có dư để mình làm này làm kia. Bây giờ thì cái tuổi mọi khá là đông cho nên là lấy thịt thôi. Còn
còn cái gì đó không, cho mình không biết cái phun gì mà ở dưới đây của mình á, nó có còn là gọi là sao nhỉ, nó có còn là gì kim kia nào hay không, còn mình sẽ đi xuống dưới mình đi xuống dưới đó mình lấy luôn. Mình sẽ vứt cái này đi, vứt cái sạc đá này đi. Sạc đá vứt đi đi, cây ghiều đá mình sẽ giữ lại nha bạn. Đó là cái tay cái kiếm đá này mình sẽ giữ lại để làm chi, để mà gọi là mặt này vô để chi, để mà mình farm zombie bạn, farm zombie. Cái phần cái máy làm dụng bị nó thấy chuyện thôi, nó ăn mòn đồ bên mình ghê lắm á. Rồi bây giờ mình phải cắm đi vô ăn bài miếng. Rồi bây giờ mình phải đi xuống dưới đó, đi xuống dưới đó thêm một lần nữa, rồi sau đó mình phải kiếm thì còn sót những kim cương nào không để mà mình đào luôn. Coi như tập này không có cái gì thú vị nhân, ngoài việc đó là mình có được con nhân làng bán sách men đi các bạn. Rồi chỗ này đúng không, thì bây giờ cũng 11 giờ bạn, chắc là ngày mai mình sẽ quay tiếp, tức là cái video này mình sẽ quay tiếp luôn. Hiện tại bây giờ 11 giờ đúng không, thì có thể là nếu như mà mình có dự định là mình sẽ sửa lại cái máy farm, nâng cấp cái máy farm đó. Nếu như mà cái dự định mà mình nâng cấp máy farm đó nó không thực hiện được ngay trong đêm nay á, thì ngày mai mình sẽ làm. Mà cho dù mà mình thì chỉ là mình nâng cấp mà mình cũng không quay cho bạn coi đâu, bây giờ đơn giản là nó chán lắm, nó có gì đặc sắc chứ, ngoài việc là đập ra xong rồi đập ra xong rồi bà đập ra đây, rồi sau đó xây cho nó cao lên, nó cũng là gì trên rồi. Chỗ này là có kim cương mà, bây giờ đang nhà mình có đánh dấu. Được không có hả, trời mẹ ơi đánh dấu lộn, có chưa đó. Cái này không phải, cái này là tại đường hầm nó chằng chịt quá cho nên này là nó đánh dấu lộn. Hy vọng chỗ này là chỗ đúng nha, lộn hai ba chỗ rồi đó. Tôi nhớ là đâu đây nè, ây da đó, thấy chưa, tôi nói không có sai mà, đổi lại cái này 2 viên, 4 viên. Rồi lên thở một cái ăn vô, cha có viên kim cương nó nổi luôn. Rồi 18 viên đó, chúng ta có thành quả là 18 viên luôn rồi. Rồi trời, à được phết chứ đùa. À chỗ này nữa hả, chỗ này cũng có nữa hả. À đây rồi mọi người, đây. À, 1 viên 2 viên. Dạ. Ba mươi mốt viên, 18 là lên tới tận 31 mà trừ cho 18 thôi, bấm điện thoại đi cho nhanh mọi người ơi. 31 trừ 18, 13 viên. Nó cho mình được 13 viên mà. À. Nó cho mình được 13 viên nha. Cũng được. À đây, hình như là đập 1 quặng nè, 2 quặng nè. À, 3 quặng, 3 quặng, 4 quặng, 5 quặng, hình như là 5 cái quặng mà. 5 quặng mà nó cho mình được 13 viên thì cũng quá được rồi. Cũng được. Không tệ. Bây giờ đi lên thôi bạn, đi lên thôi. Và chúng ta sẽ thực hiện một cái nhiệm vụ khá là quan trọng.
trao đổi với tụi em. Đây 30 phút quen nha. Hay mình sẽ rap lại thành khối luôn. Vâng, chúng ta có được 5 khối kim cương. Rồi, vui lòng sung sướng. Nhìn, nhìn thấy thèm không ấy. Chỉ tôi thèm không lắm rồi. Mặc dù ăn không có được nhưng mà nhìn vẫn thèm mà. Rồi bây giờ thì à, chúng ta có da đúng không? Chúng ta có da thì chúng ta sẽ bỏ ra một cái cho mình không mà sách đi. Rồi qua đây trao đổi với cái thằng dân làng của mình. Giấc ngủ bạn nhưng mà thôi bạn dậy cho mình trao đổi xíu thôi nè. Đó. Ok ngủ luôn đi bạn, ngủ đi, trời sáng rồi muốn làm gì làm. Đó. Đây chết bảy rồi đi vô không được. Em không được trời ơi tôi thật là ngu si khi mà đo bọn này nó ra ngoài mọi người ạ. Tại sao tôi lại mở đường cho nó đi ra ngoài á, trời ơi là trời. Bây giờ chúng ta có bây giờ chúng ta phải tích cực trao đổi với tụi dân làng này hả, để mà mình có đủ ngọc lục bảo mà. Hả? Đủ ngọc lục bảo để mà mình lấy cái này. Đó. Ôi ôi. Tại sao tôi lại mở cửa cho nó đi ra thế này? Trời ơi đất ơi. À quên rồi, cái dự định ban đầu của mình á là bắt hai con nhân lại về để cho nó sinh sôi ra. Một con sẽ là thủ thư, một con sẽ là bạn thờ đèn mà. Các bạn không biết cái lò này không? Cái lò này nếu mà con chẳng làm học nghề nó sẽ bán áo giáp mà. Nó chỉ áo giáp nó sẽ có bán áo giáp kim cương được phù phép sẵn luôn. Lúc đó mình chỉ việc đổi với nó tha hồ mà đổi với nó. Sau đó mình đổi áo giáp kim cương thôi. Đổi áo giáp kim cương thôi bạn. Thôi lỡ rồi, bây giờ tôi đã như ta đi mai xong rồi. Chào mấy người. Đây là một giấy nè. Cái này quá. Rồi. Mình sẽ tích cực mình trao đổi với con này nè. Ủa nó giảm giá kìa. Ủa nó giảm giá kìa. Trao đổi với nó tới đây thôi. Ô mình được 18 viên rồi. Ô vậy là mình có thể đổi được một cái cuốn sách sửa chữa rồi bạn. Hay quá. Ê. Ê baby. Baby nói nghe nè. Cho anh xin cuốn sách nha. Rồi. Cảm ơn baby nhiều nha. Baby có thể đi vào nhà mà ngủ đi. Đi vào nhà ngủ đi mà em không thiệt. Baby đi vào nhà ngủ đi. Ông này nguy hiểm lắm. Trời ơi khổ baby quá. Không đi vô đi. Đi vô đi. Trời ơi đi vô đi. Khổ quá. Nghe tao đi vô. Trời ơi lỡ tao. Đi vô đi. Lì nhân chó mà mọi người. Nghe lúc lì nhân con chó.
cây cuốc để mình mà ở cây cuốc này là cái mà cần sửa chữa nhiều nhất, mà cây cuốc này là cây cuốc này là cái cây mà cần được sửa chữa gắt. Chúng ta đã có được sửa chữa rồi bạn đó, bây giờ chỉ cần chém với vật là nó sẽ góp được kinh nghiệm và nó sẽ sửa chữa cho chúng ta đó. Quá là hay ho đi. Mọi bạn ơi, có thể là mình sẽ đi ngủ thôi bạn, mình sẽ ngủ khuya. Bây giờ mình sẽ đi ngủ thôi, sáng mai mình sẽ tiếp tục công việc để làm nâng cấp cái máy phàm quỷ sứ nè. Mình sẽ nâng cấp nó lên để cho nó ra hiệu suất nhiều nhiều một chút. Còn mình sẽ cố gắng mình tìm cách để mà mình gọi là sao ta, thu thập nguyên liệu để mà mình xây một cái máy phàm sắt bạn. Cái máy phàm sắt này chắc có thể là không được đặt trên hòn đảo này bạn. Giờ mình sẽ tích cực mình đi farm gỗ bạn. Mình sẽ tích cực mình farm gỗ để mà mình xây nhà. Chứ con cứ chơi game này mà không xây nhà thì nó cũng hơi chán đúng không? Đó. Mình có thể là mình sẽ xây bằng cây mà. Rồi mình xây bằng cây cao cho bà. Nên mình mở rộng hòn đảo mình cả kéo rồi. Rồi, chắc mình đi ngủ đây bạn. Rồi, hẹn gặp lại bạn. Sáng mai. Rồi, xin chào bạn nha. Bữa nay là hôm nay là 1 giờ chiều ngày 18 tháng 6 của mọi người đó. Ngày hôm qua là ngày 17. Là tối hôm qua đó mọi người. Tối hôm qua mình có quay video đó. Nhưng mà có điều là khuya quá. Mình nghĩ là mình không thể nào mình nâng cấp cái đó kịp nữa, cho nên là mình đi ngủ luôn đó. Nhưng mà chắc chắn mình ngủ không được rồi. Bây giờ đơn giản mình là một thằng rất là khó ngủ. Mình là một thằng rất là khó ngủ, cho nên là nói chung là sao ta, do bị khó ngủ rồi thế là biết hả, thức hơi bị khuya. Lúc mà mình thức dậy là tao tầm khoảng 11 giờ hả? Mình thức dậy xong rồi mình phải chơi thêm một cái nữa, chơi này chơi kia đó, rồi sau đó mình mới ấy được, thì bây giờ mới quay video. Thì có thể là mình sẽ nâng cấp cái máy lên được thôi, nâng cấp cái máy farm lên, rồi sau đó mình kết thúc video luôn cho gọn bạn ạ. Bây giờ hiện tại nhà mình nó không có tiền nó quay video một chút nào chứ. Rồi lấy cái này ra đi, còn mình sẽ lấy cái số lượng gỗ này ra luôn để mà mình làm cửa sập bạn. Nó coi 3 tầng thêm 2 tầng nữa, mỗi tầng là sắm 4 cái. Vậy thì mình sẽ coi đổi ra hết luôn đi. Ô mới được có 20 họ không đủ nhét cái răng. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên cái đảo bên kia để mà chúng ta thực hiện công việc nâng cấp máy farm các bạn. Tận tiện đây nữa là mình có đây có anh phù phe. Nói chung là các bạn có nhớ cái cuốn sách mà nói chung là cái cuốn sách ở đoạn đầu video không? Đây đó. À, thì bây giờ tối hôm qua kiểu như mình có ép lại nè bạn, ép cái nhặt là sắc bén đó. Sửa cái này chút rồi con này nè. Rồi bây giờ mình sẽ thu hoạch cái đống gỗ này bạn, thu hoạch đống gỗ này để mà chúng ta làm cửa sập. Rồi bây giờ là đặt cái bàn chế tạo xuống, rồi đổi cái này ra cái này. À, 48. Trời má ơi, con nó hao kìa, nó hao như quỷ luôn. À, xong được một cái đó. Hai mươi tám mà để lên được 64 thì mình cần phải có bao nhiêu nữa ta? Ok đi, đổi giờ hết đi. 1, 2, 3, 4 nè. Trời ơi, vẫn không đủ, hay ho dễ sợ luôn.
anh em một cái mầm cây đi để mà kiểu như là sao ta cho nó mọc lên các bạn. Con trời, từ cái ngày mà có được cuốn sách sửa chữa đời nó đẹp lên hẳn mà. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt một cái lốc ở đây đi cho nó trùng khớp luôn nha bạn, trùng khớp với lại cái chỗ mà cái mép của cái mép hàm mà luôn để mà chúng ta bắt cái thang lên nha bạn. Rồi